Thời dụng biểu của mỗi cá nhân chúng ta 5, 70 năm, 100 năm, có khi 120 năm, 130 năm, nhiều lắm cho 150 năm đi. Thời bây giờ không biết có ai sống tới 150 năm không? Mà sống tới 500 năm, 50 năm cũng chán lắm. Tại vì già quá yếu đuối đâu làm được gì, nằm chỗ không mạnh lắm. Nói cho cùng là thời dụng biểu nhân loại chúng ta sẽ chấm dứt. Mỗi cá nhân chúng ta sẽ đối diện với sự chấm dứt của cuộc đời chúng ta. Và linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu? Đi về thế giới thiên loại, hay là linh hồn của chúng ta bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, rồi mặt mày biến thành mặt quỷ Sa Tăng vô cùng xấu xí ghê rợn như thế này? Chúng ta có quyền chọn lựa. Chúng ta không thể lười biếng rồi bắt người này người kia phục vụ cho mình, làm cho mình, làm thay làm thế cho mình. Nếu chúng ta làm như thế thì chúng ta sẽ không thể tiến hóa, không thể lên lớp để sống cùng thế giới thiên loại. Bởi vì thế giới thiên loại là thế giới tuyệt vời mà tất cả chúng ta có những lúc chúng ta ước ao được đến, được chiêm nghiệm, được sống cùng. Bởi vì thế giới thiên loại là thế giới tuyệt vời và tồn tại mãi mãi, tràn đầy tình thương yêu, thanh thản nhẹ nhàng, du ngoạn cùng thời gian. Không một ai trong chúng ta muốn thấy sự đau khổ của chính mình và của người khác. Chúng ta rất may mắn, chúng ta đang ở trong vị trí thế giới nhân loại. Chúng ta hơn con vật rất nhiều. Đồng bào tưởng tượng nuôi một con chó, con mèo. Thông thường nếu mà chúng ta không có lo lắng, không cho nó thức ăn, thức uống thì nó sẽ chết. Thế thì nếu mà chúng ta không có sự lo lắng, bảo vệ, thương xót, thương yêu của đấng tạo ra chúng ta thì chúng ta sẽ bị hủy diệt và chúng ta sẽ chết. Cha mẹ chúng ta, cha mẹ người đời còn biết thương yêu con mình, huống chi cha trời, thượng đế toàn năng là đứng làm cha của chúng ta, làm mẹ của chúng ta, đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Chúng ta đã biết và đang biết những gì chúng ta biết, và có rất nhiều việc chúng ta chưa biết. Đúng không? Sự hiểu biết của con người chúng ta rất là giới hạn khi mà chúng ta so sánh với thế giới thiên loại. Cũng như thời dụng biểu của con người chúng ta chỉ có một khoảng thời gian đó thôi, rồi chúng ta sẽ ra đi, sẽ chết, thể xác này sẽ mục nát. Chúng ta học hỏi được gì thêm khi mà thể xác của chúng ta đã mục nát, chết, linh hồn rời lìa khỏi xác? Tôi chết rồi hết, hoặc là tôi chết rồi sau đó rồi tôi sinh được đầu thai lại, tức là tái sinh trở lại tiền kiếp. À, có từng, có giới, có khoa, có quá khứ, có hiện tại thì có tương lai. Có hiện tại là phải có tiền kiếp, quá khứ. Có chứ sao không? Có. Tiền kiếp có. Nhưng mà sau khi mình chết rồi đó thì mình ước ao được tái sinh, đúng không? Tái sinh vào thế giới nào? Thế giới nhân loại nữa à? Hay là tái sinh vào thế giới thiên loại?
hay là tái sinh để làm thế giới súc sinh, hay là tái sinh để làm thế giới ác quỷ. Bây giờ ước ao được tái sinh vào thế giới nào đi nữa, thì chúng ta phải cần gặp đứng có quyền năng để ban cho chúng ta có được phép tái sinh để sống cùng thế giới nào đó mà chúng ta ước ao được sống cùng. Và khi chúng ta được chấp nhận, được trình diện thế giới có quyền năng là thế giới thiên loại đó, thế giới mà có thể ban cho chúng ta có cơ hội để được tái sinh vào một thế giới nào đó, thì lúc đó chúng ta có gì để đưa bằng chứng ra là còn xứng đáng được đi vào thế giới thiên loại tốt đẹp, thanh thản, nhẹ nhàng, tuyệt vời trong tình thương yêu? Lúc đó đứng có quyền năng mới coi hồ sơ của chúng ta. Ồ, trong quá khứ con làm gì? Ồ, con sống hiền hòa. Con biết thương yêu người khác như chính bản thân mình. Con biết kính trọng sấm lệnh của ta. Con biết yêu thương quý mến ta, kính trọng ta trên hết mọi sự. Ồ, được. Con xứng đáng được ta cho giấy phép để tái sinh đi vào thế giới thiên loại. Còn một người mà khi mà trình diện thế giới thiên loại đứng quyền năng mà để xin một cái sự bộ lệnh giấy phép để tái sinh đó, mà người này á đến với một cái quá khứ tiền kiếp, cái quá khứ trước đó đó là người cộng sản độc tài, là người tự do quá trớn, bon chen chụp giật bốc hốt, đầu cơ tích trữ, con buôn thế giới, là người cộng sản độc tài hung dữ ác độc, bố láo bố liếu, vô sản vô gia đình vô tổ quốc, nhưng mà tài sản thì ăn cướp ăn giật của người dân để quản lý, muốn làm gì làm. Ôi xin đủ thứ chuyện xấu xa. Cộng sản mà, xạo một cây. Cũng giống như cái đám ba xạo đầu cơ tích trữ, start market rồi kêu bằng gây chiến tranh làm giàu này kia đồ, xạo ke, xỏ lá rồi, cũng như cái đám mà. Cái đám nào, cái đám mà lo đong đầy những túi tham không đấy, hung dữ ác độc. Làm bất cứ chuyện gì miễn sao mà có tiền, có quyền thế là làm thôi. Sát hại bất cứ ai, miễn sao mà có tiền, có quyền thế này kia được cái, có dục vọng này kia được cái. Thì những người đó khi mà gặp, nó đứng một cái quyền năng để mà xin được, xin giấy phép để được với bằng tái sinh đó, thì lúc đó Thượng Đế đứng quyền năng mới nhìn cái hồ sơ cái tay này, mấy tay này. Ủa mấy đứa này nó là kêu bằng cộng sản nè, độc tài nè, rồi tự do quá trớn, giàu có hung dữ ác độc nè. Cái đám này nó giống nhau, chỉ sát khác nhãn hiệu thôi. Đó, rồi cái đám này, đám mà lo đong đầy những túi tham không đấy nè, giàu có hung dữ ích kỷ kiêu ngạo, nó không có thương xót những người đồng loại nó, những người nghèo khổ, nó không lo lắng gì hết. Nó còn nghĩ đến chuyện mà xây, nó đã xây hầm hố ở dưới chân núi, ở dưới lòng biển, ở dưới lòng đất để mà nó chuẩn bị gây chiến tranh nguyên tử để chết hết nhân loại, để chừa một thiểu số giàu có chúng nó sống thôi. Bây giờ đến đây nó xin tái sinh đi vào thế giới ở thiên loại thanh thản nhẹ nhàng tuyệt vời, đầy quyền năng và đầy sự hiểu biết. Mấy đứa này lên đó nó phá cho nó đâu có nó không có gì chứng minh để mà nó sẽ vào một cái thế giới mà có kỷ luật kia bằng kia, thanh thản nhẹ nhàng tuyệt vời tự giác này kia rồi các cái đám này nó không có kỷ luật gì hết. Bây giờ cho lên đó là nó phá à? Đi vào thế giới thiên loại nó phá à? Thượng Đế nói không được con à. Tại vì cái hồ sơ này, cái tiền kiếp kỳ vừa rồi của con là thằng
mấy đứa cộng sản phá phách độc tài hung dữ ác độc, hoặc là con là cái đám mà tự do quá trớn hung dữ đầu cơ tích trữ này gây chiến tranh để làm giàu, con là những cái đứa mà lo đong đầy những túi thăm phong đáy bằng sát hại đồng loại này các cái, bây giờ con đòi lên làm thế giới không sống cùng thế giới thiên loại là không được, không được. Bây giờ ta cho con được vào sống chung với thế giới ác quỷ Sa Tăng, bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm để mặt mày biến thành mặt quỷ Sa Tăng, để cho con có thời giờ suy gẫm về cuộc đời của con đã làm trong quá khứ, thì may ra con mới thức tỉnh, rồi sau đó thì hồ sơ của con ta mới cứu xét sao, con nghĩ sao? Hay là con muốn nó đầu thai xuống làm súc vật, con chó, con mèo, con heo, con rắn, con bọ xích, con này con kia rồi con đó. Chứ cho con bây giờ con lên thế giới thiên loại là chắc chắn là không được rồi. Thế thì mấy người này nói thế thì bây giờ cho con trở lại làm thế giới nhân loại. À, lúc đó thì Thượng Đế nói, con à, thời dụng biểu của thế giới nhân loại sắp sửa chấm dứt. Và chính ta sẽ trở lại quả địa cầu để giải quyết, để sàng lọc, để đem những người hiền hòa, những người thật sự ăn năn sám hối được vào thế giới thiên loại để sống cùng thế giới thiên loại. Còn những kẻ nghịch ý ta, những kẻ ác độc sẽ bị nhốt chung với nhau hàng ngàn năm, sống chung với nhau, linh hồn của họ sẽ bị nhốt chung với nhau, rồi tính sao? Thì bây giờ con muốn trở lại thì cũng được, nhưng mà ta sẽ nhốt con chung với cái đám đó, con nghĩ sao? Đó, bây giờ nếu con muốn hả thì được ta cho, nhưng giờ con phải chờ, để chờ ta trở lại qua địa cầu này đúng thời hạn để ta làm việc. Lúc đó ta mới đem linh hồn những kẻ nào kẻ nào kẻ nào kẻ nào, rồi phần của con ta sẽ cho con ở chung với những người cộng sản độc tài, những người tự do quá trớn đầu cơ tích trữ hung dữ ác độc, giàu có hung dữ ích kỷ kiêu ngạo, cũng giống như bọn cộng sản siêu quy khuẩn ăn hại, cũng như bọn đầu cơ tích trữ lo đong đầy những túi thăm không đáy, giàu có kiêu ngạo. Tất cả các con sẽ được sống chung với nhau hàng ngàn năm để ôn bài lại. Đồng bào nghĩ là sống chung với những người đó thì chán lắm, mà sống cả ngàn năm nữa. Linh hồn sống với những người đó thì nhìn thấy hết trơn à, ồ anh tài này gian xảo dễ sợ, tài này bon chen chụp giật bốc hốt, ồ cái thằng này là cộng sản độc tài, thằng này tham nhũng bán đất bán dân bán biển, ồ thằng này nhận tiền hối lộ của thằng Trung Cộng, ồ thằng kia kia bằng bị quỷ Sa Tăng bắt rồi, nó tối ngày nó đi lo, nó hiếp dâm người ta, nó lường gạt người ta, người này nó ôi thằng này nó ham quyền thế này kia, cái thằng này nó xỏ lá sọc dưa xỏ lá lười biếng nữa, cái con mẹ này ôi rồi bon chen so mình xe xua này kia, rồi quần áo hàng mấy trăm bộ, giày dép hàng mấy trăm bộ này kia, cái giàu có lười biếng này cái không bao giờ mới sống kêu bằng đàng hoàng, kêu bằng chảnh này kia, rồi xe xua không chứ không có làm được gì tích sự cho xã hội, vô trách nhiệm vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái đám này sẽ được Thượng Đế cho sống chung với nhau hàng ngàn năm để ôn bài vở trước khi mà ngài cứu xét hồ sơ lại. Và cái thời điểm đó thực sự tôi không biết là bao lâu, nhiều khi hàng trăm ngàn năm không chừng, mình đâu biết được. Kính thưa đồng bào thân mến, bây giờ ở Việt Nam, ở tại hải ngoại thì tôi không biết chừng nào đồng bào Việt Nam mình mới thức tỉnh. Nói đây thì tôi rất rất là chán, tại vì đồng bào Việt Nam mình ở đây ở hải ngoại đến giờ này cũng chưa có thức tỉnh gì hết, đến giờ này mà họ còn nói là hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra như thế này là những hình ảnh Photoshop không có hiện thực. Trong cái đó là họ chưa bao giờ thật sự tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu. Thì thôi, đó là chuyện của họ, tôi không có, tôi miễn bàn tới luôn. Bây giờ tôi chỉ xin phép thưa chuyện cùng những người mà hiền hòa, ước ao được nhận lãnh những hồng ân và những sấm lệnh
quan trọng nhất của Thượng Đế toàn năng ban cho nhân loại vào thời mạt kiếp này. Tôi kính mong quý vị hãy đồng hành cùng chúng tôi để chúng ta cùng nhau làm việc, lãnh đạo công việc tốt lành của mình để đóng góp, để cùng nhau làm việc cứu nguy Việt Nam và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại bằng cách là thông báo hồng ân vĩ đại cũng như sấm lệnh quan trọng nhất của Thượng Đế toàn năng ban cho tất cả nhân loại kể từ nay cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Những sấm lệnh này và những phép lạ này cần được đến tận tay mỗi người trên quả địa cầu khẩn cấp. Thì kính xin đồng bào, những ai đang thức tỉnh với tâm hồn, linh hồn và tâm cảm của mình, tâm trí của mình, con tim của mình, thì hãy đồng lòng cùng chúng tôi để chúng ta cùng nhau làm việc. Tôi không biết quý vị sẽ làm bằng cách nào, tôi không biết là các khả năng quý vị như thế nào, tại vì có những sự việc, khả năng của quý vị tôi không thể làm được. Nhưng mà chúng ta hãy đóng góp lại công sức và sự hiểu biết của mình, cũng như là khả năng, cũng như là ngân khoản, tài sản, tài chánh gì của mình, tôi không biết, mà làm cách nào tôi cũng chẳng biết. Quý vị tự quyết định lấy, tự sắp xếp lấy. Tôi chỉ biết một điều là chúng ta hãy dùng thời giờ quý báu của mình, cũng như tiền tài, vật chất mình đang có. Hãy chú tâm vào công việc phân phát tin mừng, hồng ân, kho tàng vĩ đại này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Và nhất là cho người Việt Nam chúng ta ở trong nước, ở khắp mọi nơi trong nước được biết gấp về hai sấm lệnh này và về những phép lạ vĩ đại này. Kính thưa đồng bào thượng mệnh, mọi thư từ liên lạc cũng như mọi đóng góp ngân sách xin quý vị gửi về Faith God Jesus Christ, địa chỉ là 13372 Golden West Street, Suite number 205, Westminster, California 92683, USA, bằng cách là thỉnh hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong cũng như nhạc tĩnh tâm để tôi có phương tiện ngân sách làm việc lãnh đạo của nguyên Việt Nam và đồng thời góp phần của nguyên nhân loại bằng cách là thông báo những sấm lệnh này và những hình ảnh phép lạ này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Đó là một trong những cách mà quý vị có thể đóng góp một cách hữu hiệu nhất. Một lần nữa, Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam kính chào tạm biệt. Thank you. Thành thật cảm ơn. Sau đây là phần thông báo đặc biệt cho đồng bào Công giáo Việt Nam. Kính thưa đồng bào, tôi là một người Công giáo thuần tí, tức là ông bà tổ tiên là người Công giáo nhiều đời rồi. Và tôi đã nhận lãnh hai sấm lệnh quan trọng nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho thời bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Ngày tận thế là ngày Cha Trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ. Ngài cho biết như thế. Và Ngài bảo tôi mời gọi người Công giáo hãy nghe lời tôi hướng dẫn, đồng hành với tôi thông báo sấm lệnh này, cũng như thông báo hình ảnh phép lạ, khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung, phân phát đến tận tay mỗi người trên quả địa cầu. Và đương nhiên hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu đồng bào cần để tại nhà của mình, cũng như nơi làm việc của mình, cũng như tại nơi nhà thờ mà mình đang đi, đang đến. Kính thưa đồng bào thương mến, đó là sấm lệnh mà Cha Trời Giê-xu đã đến với một vị thiền sư Phật giáo vào cuối năm 2009 và phán như thế. Ngài bảo người Công giáo hãy mau mắn nghe lời Thánh Giống hướng dẫn,
để thực thi theo những sấm lệnh của Cha Trời Giê-xu mới ban ra. Và sự phán bảo này cho người Phật giáo, một vị thiền sư, trùng hợp với sự phán bảo mà Cha Trời Giê-xu đã đến với tôi nhiều lần trong giấc ngủ và phán bảo như thế. Vì thế, người Công giáo hãy mau mắn tìm tòi học hỏi và thông báo cho những linh mục của mình để cùng nhau tìm tòi học hỏi về hai sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho, và cũng như tìm tòi học hỏi về hình ảnh phép lạ Cha Trời Giê-xu hiện ra trên mây có phép lạ đi chung mà chính tôi là người Việt Nam, là người Công giáo đã chụp được hình ảnh này vào ngày 29 tháng 8 năm 2009 tại On County, California 92683. Và sẵn đây tôi cũng thưa cùng đồng bào luôn để cho đồng bào được biết là vào mùa Noel năm 2011, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đến với tôi trong vóc dáng Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Thần. Ngài đã ra lệnh bảo tôi nhận lãnh tước vị đạo trưởng thế giới, tức là những người lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới cần nghe lời tôi hướng dẫn, là mau mắn liên lạc với tôi để nhận lãnh hai sấm lệnh mới nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho, cũng như để nhận lãnh hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung, để rồi những người đó phân phát cho đồng đạo của họ được biết và được có khẩn cấp hai sấm lệnh này, cũng như được có hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung. Vì thế, đây là sấm lệnh và Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi thông báo như thế. Tôi chỉ làm bổn phận của tôi, còn việc chấp hành đó là tùy theo cá nhân của mỗi người. Không ai được quyền bắt buộc ai. Riêng cá nhân tôi thiết nghĩ, đây là sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Và đây là kho tàng vĩ đại và vô giá, vĩ đại nhất mà Thượng Đế ban cho nhân loại kể từ nay cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Hồng ân vĩ đại này, những sấm lệnh này, chúng ta có bổn phận ưu ái, khiêm nhượng, sám hối để mà được nhận lãnh một cách toàn vẹn, toàn hảo, tuyệt vời. Và rồi từ đó chúng ta mới có thể phân phát kho tàng vĩ đại này đến cho những người khác trên quả địa cầu. Công việc này vô cùng lớn lao và vĩ đại và vô cùng tận, bởi vì hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho thì vô cùng tận. Nói chung và nói riêng là hồng ân vĩ đại này có dư thừa để ban cho trên 7 tỷ người, trong đó đều là đồng bào, nhân loại, anh chị em của chúng ta với nhau, là con cái của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và hồng ân vĩ đại này, đó là hai sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho, và hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung ban cho. Hồng ân vĩ đại này cần được phân phát cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp và được nhận lãnh gấp. Bởi vì hai sấm lệnh này và hồng ân vĩ đại khuôn mặt Cha Trời Giê-xu, khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung, sẽ là quyền năng và hồng ân để cứu rỗi nhân loại
để cứu rỗi những người đó, những người nào nhận lãnh được một cách thành tâm thì sẽ được Cha Trời Giêsu cứu rỗi khi mà thế giới nhân loại tận diệt sắp xảy ra. Khi mà Cha Trời Giêsu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu để làm việc cứu chúng ta và đem chúng ta về sống chung cùng thế giới thiên loại. Hai sấm lệnh này và hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung để cứu rỗi, cứu giúp chúng ta và để hướng dẫn chúng ta, để nhắc nhở chúng ta trở về cùng Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Hai hình ảnh phép lạ đặc biệt mà chúng ta cần phải học hỏi, cần phải nhận lãnh cùng với hai sấm lệnh quan trọng đặc biệt nhất thời bây giờ. Chúng ta cần được nhận lãnh gấp để rồi chúng ta cùng nhau phân phát cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được nhận lãnh, cũng như chúng ta được nhận lãnh. Một lần nữa, y sư Thánh Chống chúng tôi kính chào tạm biệt và kính mong đồng bào, những ai biết nhiều thứ tiếng, những ngôn ngữ khác, hãy dịch lại cho đồng bào nhân loại chúng ta được biết gấp. Và kính thưa đồng bào thương mến, vừa rồi là một vở kịch tuyệt vời và là một vở kịch hiện thực có thật, chứ không phải là chỉ một vở kịch mà thôi. Từ lúc đầu chương trình tôi nói đây là một vở kịch. Tuy nhiên, nếu như ai có một tâm hồn hướng thiện thì quý vị sẽ nhận diện ra, từ từ nhận diện ra đây là chuyện hiện thực, chuyện có thật, chứ không phải là chỉ là một vở kịch mà thôi. Sở dĩ tôi nói một vở kịch là lý do để cho những người nào cứng lòng, hoặc là những người nào có những cái tư tưởng đang kiêu ngạo thì họ vui vẻ để mà theo dõi chương trình cho nó vui, để mà hy vọng họ có thể sáng suốt được phần nào khi mà họ theo dõi hết chương trình, để rồi từ đó họ sẽ được lãnh nhận những hồng ân vĩ đại nhất mà Thượng Đế mới có mà ban cho. Chứ thực sự ra thì tôi thưa chuyện cùng những người hiền hòa, khiêm nhượng, thì tôi nghĩ quý vị biết đây là chuyện thật, chuyện có thật. Tôi chính đây, y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam, người được Cha Trời Thượng Đế toàn năng ra lệnh và bảo tôi lãnh nhận trọng trách lãnh đạo cứu Việt Nam và đồng thời và là vua Việt Nam, vua phục vụ cho đồng bào mình, chứ không phải chờ đồng bào mình phục vụ cho mình. Và tôi sẵn sàng trao ngôi vua của tôi đến tận tay cho mỗi đồng bào Việt Nam của chúng ta, để chúng ta cùng nhau làm vua phục vụ cho nhau bằng cách là phân phát những hồng ân vĩ đại này đến cho tất cả người Việt Nam chúng ta được biết gấp, được nhận lãnh gấp. Và đồng thời chúng ta còn có một trọng trách quan trọng nữa, đó là chúng ta có bổn phận phân phát hồng ân vĩ đại này. Hai sấm lệnh quan trọng nhất và cũng như hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu, Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp, được lãnh nhận gấp. Vì đây là sấm lệnh và hồng ân khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung để hướng dẫn và để bảo vệ và để cứu rỗi nhân loại. Một lần nữa, y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt và đồng bào nhớ làm bổn phận của mình, phụ giúp tôi có đầy đủ phương tiện để phân phát hồng ân vĩ đại đặc biệt của Thượng Đế toàn năng cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp, và nhất là cho người Việt Nam ở trong nước, mọi người ở khắp mọi nơi trong nước Việt Nam được biết gấp về hai sấm lệnh quan trọng đặc biệt này, cũng như về hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu, khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung để bảo vệ người Việt Nam chúng ta, và cũng như để giải tán thế giới cộng sản
và cũng như để đuổi hay là mời hay là kêu bọn Tàu Cộng rút về nước. Và chắc chắn họ sẽ nghe lời chúng ta, bởi vì phép lạ của cha trợ Giêsu và phép lạ của hàng triệu 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 hương hồn anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận sẽ làm cho họ thức tỉnh. Và nhất là phép lạ khuôn mặt cha trời Giêsu, phép lạ khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung sẽ giúp cho nhóm Tàu Cộng khiếp sợ và kính nể chúng ta. Từ đó họ sẽ rút về tàu, họ sẽ trả lại biển đất Việt Nam chúng ta, trở về cùng chúng ta. Và cũng như nhờ hình ảnh phép lạ cha trời Giêsu và sấm lệnh của cha trời Giêsu thì thế giới sẽ quý mến và thương mến cũng như kính nể người Việt Nam chúng ta. Từ đó họ sẽ không dám nghĩ đến chuyện làm phiền chúng ta nữa. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2016. Và sáng đây tôi cần Và sáng đây tôi cần nhắc nhở cho Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam hãy mau mắn làm việc cùng đồng bào. Quý vị, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội đồng Giám mục Việt Nam hãy mau mắn thông báo hai sấm lệnh đặc biệt này, cũng như thông báo hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung và hình ảnh hương hồn chiến sĩ trận vong có phép lạ đi chung đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta khẩn cấp. Hai sấm lệnh của cha trời Giêsu và hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu, tôi lặp lại, hai sấm lệnh của cha trời Giêsu và hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong có phép lạ đi chung. Quý vị mau mắn phân phát hai sấm lệnh này và hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong đến tận tay đồng bào Việt Nam chúng ta ở trong nước. Bởi vì hai sấm lệnh này và hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam và cũng như anh hùng chiến sĩ trên khắp các mặt trận các chuyến tiến trên quả địa cầu đã hiện ra trên mây đây bởi quyền năng của cha trời Giêsu ban cho. Đặc biệt hai hình ảnh này và hai sấm lệnh đặc biệt của cha trời Giêsu sẽ giúp cứu quý vị, những người cộng sản độc tài hung dữ tham nhũng bấy lâu nay, với điều kiện là quý vị phải nghe lời tôi hướng dẫn, mau mắn làm như thế và mau mắn cùng đồng bào thu xếp Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hãy mau mắn thu xếp cùng đồng bào Việt Nam chúng ta cùng lúc phân phát hình ảnh sấm lệnh của Chúa Giêsu và hình ảnh phép lạ của Chúa Giêsu cùng hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong cùng lúc thu xếp thời dũng biểu, mau mắn cùng đồng bào, mời gọi đồng bào thu xếp, chính đồng bào thu xếp để đón rước tôi về Việt Nam làm việc gấp, bởi vì thời dũng biểu của tôi ở hải ngoại sắp xong rồi, kể như xong rồi. Thành ra các người hãy mau mắn chấp hành, đây là sấm lệnh. Tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, Phủ Tổng Thương Vương tái thể làm việc lãnh đạo cứu Việt Nam và đồng thời tôi chính đây vua Việt Nam. Thành ra quý vị hãy mau mắn chấp hành, bởi vì nếu quý vị chấp hành thì với cương vị Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam, với những phép lạ và những sấm lệnh mà Thượng Đế đã ban cho tôi thì tôi có thể làm ân chứng để van xin đồng bào tha thứ tội lỗi cho các người, nhất là Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Đây là cơ hội cuối cùng và cơ hội duy nhất
để tôi xin cha trời Thượng Đế Toàn Năng tha tội cho các người, cũng như để tôi xin đồng bào Việt Nam tha tội cho các người. Nhớ đừng chậm trễ, bởi vì nếu mà quý vị chậm trễ thì tôi sẽ không van xin được. Cũng như sau này khi mà quý vị nhắm mắt lìa đời thì quý vị, linh hồn quý vị sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng, và linh hồn của quý vị sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm như thế này. Riêng phần Hội đồng Giám mục Việt Nam, nếu mà quý vị khinh thường sấm lệnh này thì sau này quý vị sẽ bị cha trời Giêsu khiển trách quý vị nặng nề. Lúc đó thì nghiến răng ráng chịu. Tôi sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào từ phía Hội đồng Giám mục Việt Nam đặt ra, cũng như tôi sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào từ các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới, cũng như tôi sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào từ các nhà lãnh đạo trên thế giới. Tôi sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào từ các nhà lãnh đạo trên thế giới về những phép lạ này và những sấm lệnh này. Cũng như tôi sẵn sàng trả lời cho bất cứ nhà lãnh đạo tôn giáo nào trên thế giới đặt câu hỏi về hai sấm lệnh đặc biệt này và về hai hình ảnh phép lạ vĩ đại này. Cũng như tôi sẵn sàng trả lời cho Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam và ở tại Trung Cộng về hai sấm lệnh đặc biệt này, cũng như về hai hình ảnh phép lạ vĩ đại này, để cho các người học hỏi thêm. Nhờ đó mà các người mau mắn tỉnh thức, ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà các người còn có cơ hội. Và tôi sẵn sàng trả lời cho bất cứ những kẻ nào giàu có, hung dữ, ác độc, ích kỷ, kiêu ngạo thắc mắc về hai sấm lệnh này và về hai phép lạ vĩ đại này. Nếu tôi có thời gian, bởi vì tôi làm việc quá nhiều, quá mệt mỏi, nhiều khi Thượng Đế cho tôi nghỉ ngơi một khoảng thời gian, hoặc như thế nào đó tôi không biết, đó là thời gian thì Thượng Đế ban cho tôi xin vâng lời. Tuy nhiên, quý vị có thể học hỏi từ trang website của chúng ta facegodjesuschrist.com hoặc là trên YouTube, Internet, thì tôi vẫn tiếp tục làm việc đây. Một lần nữa, hãy làm bổn phận của mình khi mà quý vị còn có cơ hội, vì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội sau cùng cho những ai ước ao lập công chuộc tội. Ở đây tôi không có dám nói chuyện lập công bồi đức, bởi vì chúng ta thật sự thì của người chúng ta không có công cán gì hết á. Chúng ta rất may mắn được làm con cái của Thượng Đế Toàn Năng. Chúng ta cần phải vâng lời Thượng Đế Toàn Năng. Vì thế tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện lập công chuộc tội, mà tôi chỉ ước ao được vâng lời Thượng Đế Toàn Năng một cách trọn vẹn từ thời gian đến thời gian. Vì thế chúng ta đừng bao giờ nói đến chuyện lập công bội đức gì mà không lắm. No, chúng ta là những người tội lỗi. Con người chúng ta là nhân loại, chúng ta nhiều tội lỗi lắm. Nhưng Thượng Đế rất là thương mến chúng ta. Ngài cho chúng ta cơ hội để lập công chuộc tội, tức là Ngài cho chúng ta có cơ hội làm việc cùng với Ngài, là phân phát hồng ân vĩ đại, cứu rỗi của Ngài cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Y sư Thánh Giống chúng tôi kính chào tạm biệt và nhớ dịch lại những ngôn ngữ khác cho nhiều người được biết. Vâng, Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt. Thank you.